Xin chào tất cả mọi người, và đây chúng tôi đang mang đến cho quý vị và các bạn Barcelona, câu lạc bộ của đội chơi quyền chứ bậc nhất thế giới chỉ trong một vài phút nữa thôi. Vâng, tôi đang mong có thể xem lương cản phá rất nhanh, lại một quả đá phạt nữa. Nếu có vượt qua được hàng hậu vệ thì đã có bàn thắng. Đối phương có thể chân lên tiến vào quá sâu trong khu vực sút bóng. Luis Suarez. Vâng, đó là lãng phí cực một sút bóng. Francesco Totti. Siêu sao Messi. Vừa là người đã được hỗ trợ kịp thời rồi. Francesco Totti. Phạt được công ngay. Vâng, cứ tưởng là lối thoát để đưa bóng xuống. Vâng, họ sẽ tiếp tục tấn công nhờ sự hỗ trợ xuất sắc từ phía sau. Luis Suarez. Với hai phòng thủ đã sẵn sàng để ngăn chặn tấn công này. Messi vượt qua cầu thủ đối phương với pha chơi bóng tuyệt vời. Quyền kiểm soát bóng đã được thay đổi, đã là mất bóng. Siêu sao Eto. Vieira. Có vẻ như tiền đạo đang yêu cầu sự trợ giúp. Đây rồi, đồng đội của anh ấy đang xâm lên. Vâng, có thể nói đây nó sẽ có được một sút ở phút thứ 90. Didier Drogba. Mascherano. Siêu sao Iniesta. Cố gắng giữ quyền kiểm soát bóng, nhưng họ đã làm mất bóng. Didier Drogba. Nếu như đây được gọi là một trận đấu của vâng một cơ hội dành cho cầu thủ này. Và họ phối hợp rất ăn ý, bạn có thể thấy được điều đó. Đối phương đã để cho anh ấy tiến vào quá sâu trong khu vực sút bóng. Các pha phòng thủ rất tốt, nguy hiểm tăng cao khi là đội anh ấy xuất hiện. Didier Drogba. Siêu sao Eto. Patrick Vieira đã bắt bài đối phương rất tốt. Và trọng tài thông báo kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Đã kết thúc hiệp 1, tiếng còi vang lên, chúng ta hãy cùng xem nhận định của đồng nghiệp của tôi. Phạm lỗi và trọng tài đã ở ngay đó, nhất định sẽ có thể phạt. Ban huấn luyện của đội Barcelona đang chuẩn bị cho sự thay đổi của mình. Anh ấy đang cố gắng tìm kiếm một cầu thủ di chuyển cầu bóng từ khu vực cầu lợi. Francesco Totti. Alex Vidal. Vieira.
Didier Drogba. Vieira, anh ấy đang nhận được sự trợ giúp từ đồng đội. Chạm bóng rất tốt. Một cái đường sắt đen này đang được giúp người nằm trong hồ bệnh. Họ đang rất cần sự hỗ trợ. Cơ hội đến chúng ta rồi. Cú sút rất hoàn hảo. Họ đã săn bằng được tỷ số. Tinh thần chiến đấu ngoan cường đã mang đến cho họ bàn thắng nước hòa rồi. Vâng, tỷ số đã được cân bằng bước đầu. Vâng, di chuyển cột bóng rất tốt. Drogba. Liệu Barcelona có thể tạo ra cơ hội trong tình huống đi bắn này hay không? Huyền thoại Việt Nam Lê Minh Đức ghi bàn. Thật bất ngờ, hai bàn thắng trong 2 phút. Siêu sao Eto. Một pha chuyền ngược lại rất nhẹ xinh. Pha cản bóng tốt và trọng tài không thổi phạt. Siêu sao Messi. Siêu sao Dani Alves. Siêu sao Eto. Cầu thủ có bóng đang nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Siêu sao Dani Alves. Vâng, vừa xong là một tình huống rất nguy hiểm. Cố ghi bàn. Luis Suarez. Và thật sự đang làm rất tốt. Đó là một bàn cầu khá tốt. Vieira. Bóng đang cố sức để ghi bàn gỡ hòa trong trận đấu này. Dù chỉ còn một phút nữa thôi, trận đấu sẽ kết thúc. Luka Modric. Số là hòa cho cả hai bên và bây giờ chúng ta sẽ bước vào hiệp phụ. Francesco Totti. Mascherano chặn được bóng. Ivan Rakitic. Anh ấy đang nhận được sự trợ giúp từ đồng đội. Ivan Rakitic. Anh ấy sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người đồng đội đang di chuyển. Francesco Totti. Siêu sao Eto. Alex Vidal. Sergio Busquets. Lê Minh Đức. Hỗ trợ tốt quá. Đó là một pha phối hợp tấn công khá ăn ý. Ivan Rakitic. Luka Modric. Siêu sao Eto. Siêu sao Messi. Đang chờ để phối hợp đã tới rồi. Di chuyển công bóng rất tốt. Tôi xin nhắc lại một chút thôi. Còn 15 phút nữa dành cho hiệp thứ hai. Nếu như tỷ số vẫn cân bằng, đó sẽ là thời gian dành cho những quả mùi ngược bếp. Chắc chắn như vậy.
Iniesta. Luka Modric có một hoặc hai lựa chọn ở đây. Cú cản đó là một cố gắng mạnh mẽ nhằm chặn đối thủ lại. Siêu sao Iniesta. Một cú tuyệt vời. Anh ấy đã có một pha xử lý rất tốt, thoát được khỏi đối phương. Rất nhiều cơ hội ở đây. Dù chỉ còn vài phút nữa kết thúc trận đấu nhưng kết quả vẫn còn khó đoán. Alex Vidal. Siêu sao Iniesta. Trận đấu đã được quyết định nếu không có mặt các cầu vệ. Cơ hội đã đây rồi. Anh ta đã tung ra cú sút. Thủ môn đã cắm rất chính xác sau cú sút. Tôi rất cảm phục thủ môn. Anh ấy đã có những pha cứu bóng rất tốt. Barcelona được hưởng một quả phạt góc trong những phút cuối cùng của trận đấu. Đây là một cơ hội để cầu thủ Sudi được thể hiện mình. Thủ sĩ đã làm hòa và liệu sẽ xuất hiện huyền thoại Việt Nam Lê Minh Đức. Đó là các cái bóng của PK. Di chuyển rất tốt. Trải qua 2 giờ thi đấu, tỷ số vẫn đang chia đều cho hai đội. Trận đấu sẽ được phân thắng bại bằng loạt đá luân lưu. Bắt đầu nào, quả phát đền đầu tiên. Hoàn toàn không có chút lúng túng trong cú đá phát đền này. Và nó đã tìm đến góc khung thành. Rất nhiều áp lực đè nặng lên vai của cầu thủ thực hiện pha đá phạt, nhưng anh ta vẫn thực hiện thành công. Anh ấy bước lên thực hiện cú sút như thể anh ta đang tận hưởng nó. Thực hiện pha bóng rất tốt. Anh ta đã đánh lừa được thủ môn trong pha bóng vừa xong. Anh ấy bước lên thực hiện cú sút như thể anh ta đang tận hưởng nó. Bóng như thổi bay cả mảnh lưới. Sút bóng ra ngoài rồi. Tất cả đều phụ thuộc vào pha đá phạt đền này. Cú đá này sẽ quyết định trận đấu. Lựa chọn anh ta cho pha đá phạt đền này là một điều chính xác. Họ đã thắng trong loạt đá luân lưu. Khi thực hiện cú sút, anh luôn phải giữ được bình tĩnh. Và cầu thủ này thì đã làm được. Đây là một trận đấu đáng kinh ngạc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.